Xin chào các bạn học sinh khối 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy và các bạn cùng nhau nghiên cứu một chuyên đề, đó là giải toán bằng cách lập phương trình. Thì trong chuyên đề này chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là biểu diễn một đại lượng bởi một biểu thức chứa ẩn. Phần thứ hai là ví dụ về giải toán bằng cách lập phương trình. Sau đây thầy và các bạn cùng đi vào từng mục cụ thể nhé. Ở mục thứ nhất, làm thế nào để biểu diễn một đại lượng bởi một biểu thức chứa ẩn? Thì chúng ta xét một cái ví dụ sau đây. Ví dụ 1. Chúng ta có một ô tô đi với vận tốc là x đơn vị km/h. Yêu cầu của bài toán là viết biểu thức theo biến x tính. Câu A, quãng đường ô tô đó đi được trong vòng 5 giờ. Câu B, thời gian ô tô đó đi được quãng đường là 100 km. Thì để giải quyết yêu cầu của bài toán này, chúng ta cần nhắc lại kiến thức cơ bản sau đây. Chúng ta có quãng đường thì bằng vận tốc nhân cho thời gian. Từ biểu thức đó chúng ta sẽ tính được các đại lượng còn lại. Hoặc chúng ta tính vận tốc, hoặc chúng ta tính thời gian. Vậy thì ở câu A, với vận tốc là x và thời gian đi được là 5 giờ, thì để tính quãng đường ô tô đi được trong 5 giờ, chúng ta có biểu thức theo biến x biểu thị sau đây là 5x đơn vị là km. Ở câu B, với quãng đường đi được là 100 km, vận tốc đi trên quãng đường đó là x, thì thời gian để ô tô đi được 100 km, chúng ta có biểu thức biểu thị theo biến x là 100 phần x đơn vị là giờ. Để nắm rõ hơn, chúng ta sẽ tiếp sang một cái ví dụ tiếp theo là chấm hỏi 1. Ở chấm hỏi 1 này chúng ta sẽ có nội dung sau đây. Giả sử hàng ngày bạn Tiến dành ít phút để tập chạy. Hãy viết biểu thức với biến x biểu thị câu A. Quãng đường Tiến chạy được trong ít phút nếu chạy với vận tốc trung bình là 180 m trên 1 phút. Câu B. Hãy viết biểu thức với biến x biểu thị vận tốc trung bình của Tiến nhân tính theo đơn vị là km trên giờ trong ít phút. Với quãng đường Tiến chạy được là 4.500 m. Chúng ta sẽ vào cụ thể từng câu một. Ở câu A, với thời gian Tiến chạy được là ít phút, vận tốc trung bình là 180 m trong một phút, thì chúng ta theo công thức quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian, chúng ta có biểu thức với biến x biểu thị sau đây là 100 nhân x đơn vị là mét. Các bạn lưu ý ở đây, vận tốc tính theo đơn vị là mét trên phút, thời gian tính theo đơn vị là phút, thì quãng đường chúng ta có được sẽ là mét. Ở câu B, các bạn lưu ý, vận tốc lúc này tính theo đơn vị là km trên giờ. Thì công việc đầu tiên của chúng ta là sẽ đổi thời gian từ phút sang giờ, quãng đường từ mét sang km, thì chúng ta mới có được vận tốc trung bình của Tiến lúc này được tính theo đơn vị là km trên giờ. Thì thực hiện công tác đổi đơn vị như sau. Thì lúc này chúng ta muốn tính vận tốc trung bình của Tiến thì chúng ta lấy quãng đường chúng ta chia cho thời gian. Chúng ta sẽ có được biểu thức với biến biểu thị vận tốc trung bình của Tiến đi trong quãng đường 4.500 m với thời gian là ít phút như sau. Đơn vị lúc này các bạn lưu ý sẽ là km trên giờ. Chúng ta sang tiếp cái chấm hỏi 2. Ở chấm hỏi 2 này chúng ta sẽ có nội dung như sau. Gợi ý là số tự nhiên có hai chữ số. Ở đây thầy lấy ví dụ số tự nhiên đó là con số 12. Hãy lập biểu thức biểu thị số tự nhiên có được bằng cách. Thứ nhất, viết thêm chữ số 5 vào bên trái số x. Thầy sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể cho các bạn xem. Thầy chọn con số x là con số 12. Thì viết chữ số 5 vào bên trái x, chúng ta sẽ viết như thế này. Lúc này chúng ta sẽ có được một con số mới là con số 512, tức là 500 cộng cho 12. Ở câu B, viết thêm chữ số 5 vào bên phải số x. Thầy cũng lấy ví dụ tương tự đối với con số 12. Khi chúng ta viết vào bên phải, chúng ta sẽ có như thế này.
Và con số mới chúng ta có được là số 125, tức là 120 cộng cho 5, hay cách khác chúng ta ghi là 12 nhân 10 cộng cho 5. Vậy để giải cụ thể bài toán này chúng ta sẽ giải như sau. Ở câu A, viết thêm chữ số 5 vào bên trái số x thì biểu thức biểu thị số tự nhiên x sau khi viết thêm con số 5 vào bên trái là 5x, tức là 500 cộng cho x. Ở câu B, viết thêm chữ số 5 vào bên phải số x thì lúc này chúng ta có biểu thức biểu thị số tự nhiên có được sau khi viết số 5 vào bên phải là x5, hay nói cách khác nó là x nhân 10 cộng 5. Các bạn lưu ý con x ở đây nó đóng vai trò như con số 12 ở hai ví dụ bên tay trái thầy đã nêu. Vậy thì qua ví dụ 1, chấm hỏi 1, chấm hỏi 2, các bạn có được một khái niệm cơ bản là làm thế nào để biểu diễn một đại lượng bởi một biểu thức chứa ẩn. Chúng ta sẽ áp dụng điều này để sang mục thứ hai là ví dụ về giải toán bằng cách lập phương trình. Chúng ta sang mục thứ hai vào chi tiết cụ thể các bạn nhé. Ở mục thứ hai ví dụ về giải toán bằng cách lập phương trình, chúng ta xét một cái bài toán cổ sau đây. Ví dụ 2. Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó? Thì để giải quyết được yêu cầu của bài toán là tìm số con gà và số con chó. Cụ thể là bao nhiêu con? Thì sẽ tóm tắt lại bài toán này một cách ngắn gọn hơn để chúng ta dễ nắm và chúng ta dễ giải quyết được yêu cầu của bài toán hơn. Để tóm tắt cho dễ thì đầu tiên thầy kẻ một cái bảng như trên màn hình các bạn thấy. Và chúng ta giải quyết các câu hỏi lần lượt sau đây. Câu thứ nhất, bài toán quan tâm đến đối tượng nào? Thì rõ ràng chúng ta nhìn vào đề bài toán ta đọc chúng ta sẽ thấy ngay là bài toán quan tâm đến hai đối tượng là gà và chó. Câu hỏi thứ hai, bài toán quan tâm về vấn đề gì của con gà và con chó? Thì chúng ta thấy câu hỏi lớn nhất ở đây là nó quan tâm đến số con gà là bao nhiêu con và số con chó là bao nhiêu con. Vậy nó quan tâm về số lượng là số con của mọi loại. Gà thì có chân và chó cũng thế. Vấn đề thứ hai, ngoài số con nó quan tâm tới, nó còn quan tâm đến số chân. Câu hỏi thứ ba, tổng số con gà và số con chó là bao nhiêu? Thì ngay câu thứ ba của đề bài chúng ta thấy rõ ràng là 36 con là tổng số con gà và số con chó. Vậy nếu thầy gọi số con gà là x thì chúng ta sẽ có một cái phương trình sau đây là x số con gà cộng số con chó sẽ bằng 36 con. Thì với động tác chuyển vế đơn giản chúng ta sẽ tìm được số con chó sẽ là 36 trừ đi x. Một con gà thì có hai chân, vậy thì nếu x con gà thì chúng ta sẽ có là 2 x chân là tổng số chân của số con gà. Số con chó là 36 trừ đi x. Một con chó có 4 chân thì 36 trừ đi x con chó sẽ có 4 nhân cho 36 trừ đi x là tổng số chân của con chó. Một câu hỏi nữa, tổng số chân gà và số chân chó là bao nhiêu? Thì ở đề bài chúng ta thấy rõ ràng gà và chó có tổng số chân là 100 chân chẵn. Chúng ta có một cái phương trình là số chân gà cộng số chân chó bằng 100 chân. Từ đây chúng ta viết nó dưới dạng ký hiệu. Số chân gà là x cộng cho số chân chó là 4 nhân cho 36 thì x sẽ bằng 1 chân. Thì đây chính là phương trình chúng ta cần tìm và nó chính là mấu chốt để chúng ta giải quyết được câu hỏi của bài toán đặt ra là tìm số con gà và số con chó. Sau khi tóm tắt xong, thầy sẽ đi vào chi tiết giải bài toán này cụ thể từng bước như sau. Ở ví dụ 2, sau khi đã được tóm tắt dưới dạng bảng như các bạn đã thấy và phương trình chúng ta tìm được là 2x cộng cho 4 nhân cho 36 trừ đi x bằng 100. Đây chính là mấu chốt để chúng ta giải quyết được câu hỏi lớn nhất mà bài toán đặt ra là tìm số gà và số chó. Thì để giải được một bài toán bằng cách lập phương trình thì nó gồm 3 bước. Chúng ta sẽ đi cụ thể vào từng bước như sau.
đối với bài toán này. Ở bước thứ nhất, nó gồm 3 ý. Sau khi chúng ta chọn ẩn số và điều kiện cho ẩn là ý thứ nhất, thì đây cụ thể chúng ta chọn số con gà là x. Thì thầy gọi x, đơn vị là con là số con gà, thì x này phải là số nguyên và phải lớn hơn 0. Bên cạnh đó, số con gà phải nhỏ hơn tổng số gà và chó là 36 con. Đây chính là điều kiện cho ẩn số mà chúng ta cần tìm. Ở ý thứ hai, chúng ta biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết. Thì đây, đại lượng chưa biết là số chó, số chân gà và số chân chó sẽ được lần lượt biểu diễn như sau. Đối với số con chó sẽ làm 36 trừ x, đơn vị là con. Số chân gà là 2x, là chân. Số chân chó là 4 nhân cho 36 trừ x. Vậy thì các bạn thấy, với cái bảng mà chúng ta lập ở phần tóm tắt, thì việc chúng ta giải bài toán bằng cách lập phương trình nó sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. Ở ý thứ ba trong bước thứ nhất là lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng, thì phương trình này chúng ta cũng đã có sau khi chúng ta tóm tắt dựa trên cái bảng mà chúng ta đã lập. Thì theo đề bài chúng ta sẽ có phương trình là 2x cộng cho 4 nhân cho 36 trừ x bằng 100. Đây là phương trình biểu thị cái câu là tổng số chân gà và chó là 100 chân chẵn. Sau khi thực hiện xong bước thứ nhất, chúng ta chuyển sang bước thứ hai là giải phương trình. Thì chúng ta giải phương trình này như các bạn chúng ta đã biết rồi, việc giải phương trình còn lại hết sức đơn giản. Chúng ta đầu tiên thực hiện động tác nhân phân phối 4 cho 36 trừ x, thu gọn và chuyển vế, chúng ta dễ dàng tìm được x là bằng 22. Sau khi thực hiện xong ở bước thứ hai là giải phương trình, chúng ta sang bước cuối cùng là bước thứ ba. Ở bước 3 này, chúng ta kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn và nghiệm nào không, rồi chúng ta kết luận. Chúng ta đang có con x là bằng 22. Với điều kiện của x là lớn hơn 0, nhỏ hơn 36, thì con 22 này thỏa điều kiện, thì chúng ta nhận. Sau khi chúng ta nhận xong, việc còn lại là chúng ta kết luận là số con gà là 22 con và số con chó sẽ là 36 trừ đi 22 bằng 14 con. Thì tới đây chúng ta đã giải quyết xong được câu hỏi lớn nhất của bài toán đặt ra là tìm số con gà và số con chó. Vậy thì thông qua ví dụ 2, chúng ta có thể nắm được để giải một bài toán bằng cách lập phương trình thì nó sẽ có cụ thể gồm 3 bước. Thầy xin tóm tắt lại 3 bước đó như sau. Bước thứ nhất nó gồm 3 ý, chọn ẩn số và đặt điều kiện cho ẩn số. Ý thứ hai, biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đơn vị đại lượng đã biết. Ý thứ ba, lập phương trình và biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng đó. Ở bước thứ hai là chúng ta giải phương trình. Bước thứ ba, kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi chúng ta kết luận. Bên cạnh đó chúng ta có một lưu ý như sau. Thông thường đề bài hỏi gì thì ta chọn trực tiếp điều đó làm ẩn. Nhưng cũng có một vài trường hợp ta phải chọn đại lượng chưa biết khác làm ẩn, nó sẽ thuận lợi hơn. Ví dụ, một bài toán hỏi quãng đường đi được thì chúng ta có thể chọn ngay quãng đường làm ẩn. Nhưng ở một số bài chúng ta không chọn ngay quãng đường mặc dù đề bài hỏi, mà chúng ta có thể chọn vận tốc hoặc thời gian để lập phương trình nó đơn giản hơn. Khi đặt điều kiện cho ẩn, nếu ẩn là con người, là số cây, là số con, đồ vật, thì điều kiện của ẩn phải nguyên dương, tức là ẩn x phải thuộc tập hợp số nguyên z, x lớn 0. Nếu ẩn là vận tốc, thời gian, chiều dài, thì điều kiện của ẩn buộc phải là số dương, tức là x lớn 0. Và nếu ẩn là biểu thị một chữ số, thì điều kiện của ẩn là số tự nhiên có một chữ số. X thuộc N, X lớn bằng 0 và nhỏ bằng 9. Các bạn lưu ý phần này nhé. Chúng ta sang một cái chấm hỏi 3. Cũng ở cái bài toán gà và chó ở trên. Nhưng ở đây chúng ta không giải cái ví dụ 2 với cách chọn X là số gà mà chúng ta chọn X là số con chó.
Cũng với cách làm tương tự, chúng ta tóm tắt bài toán dưới dạng bảng. Ở đây lúc này chúng ta chọn x là số con chó, thì số con gà lúc này sẽ là 36 trừ x. Số chân chó lúc này sẽ là 4x và số chân gà lúc này sẽ là 2 nhân 36 trừ x. Và phương trình chúng ta lập được bằng dữ kiện là tổng số chân gà và chó là 100 chân, là 2 nhân cho 36 trừ x cộng cho 4x bằng 100. Thì với cái phương trình này chúng ta xem khi giải ra nó có ra kết quả giống như chúng ta chọn x là số gà hay không. Thì chúng ta thực hiện giải như sau. Đầu tiên chúng ta gọi x con là số con chó. Điều kiện của ẩn là x thuộc z lớn hơn 0 và nhỏ hơn 36. Tiếp theo đó chúng ta biểu thị số con gà là 36 trừ x, đơn vị là con. Số con chân chó là 4x. Số chân gà là 2 nhân cho 36 trừ x. Và theo đề bài, chúng ta có phương trình tổng số chân gà và chó là 100 chân, tức là phương trình 2 nhân cho 36 trừ x cộng cho 4x bằng 100. Thầy xin lưu ý bạn một lần nữa, việc lập tóm tắt bài toán dưới dạng bảng giúp chúng ta có thể biểu thị các dữ kiện, đặt ẩn và lập phương trình ở bước thứ nhất một cách dễ dàng. Chúng ta sang tiếp bước thứ hai là chúng ta giải phương trình. Sau khi giải phương trình xong, chúng ta có được x bằng 14 thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Lúc này chúng ta nhận cái giá trị x này. Tiếp theo, chúng ta kết luận vậy số chó là 14 con, số gà sẽ là 36 trừ 4 là 22 con. Vậy thì các bạn thấy rằng việc chọn x là số gà hay x là số chó, chúng ta đều có cùng một kết quả như nhau là số con chó là 14 và số con gà là 22. Thầy lập một cái bảng so sánh hai cách giải cho các bạn xem. Chúng ta đều có chung một kết quả. Số chó là 14, số gà là 22. Cho dù chúng ta chọn x là số gà hay số chó đều phải ra kết quả như nhau. Vậy thì các bạn thấy thông qua ví dụ tìm số gà và số chó được giải quyết bằng cách thông qua phương trình tổng số chân gà và số chân chó là 100 chân, thì chúng ta có thể nắm được các bước giải toán bằng cách lập phương trình như thế nào. Bên cạnh đó, thầy lưu ý các bạn một điều, để giải toán bằng cách lập phương trình cho nó đơn giản, thì chúng ta nên tóm tắt bài toán đó dưới dạng bảng. Từ đó chúng ta có thể suy ra được cái phương trình chúng ta cần tìm, giúp cho việc giải toán bằng cách lập phương trình ở các bước còn lại chúng ta đơn giản hơn. Việc còn lại thì các bạn giải quyết các bài tập được đăng trên website và nộp lại cho giáo viên bộ môn qua mail vào cuối tuần khi các bạn học bài này. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn vào một dịp khác.